Xin chào quý vị. Trước mặt mình đây là chiếc xe NV 155 của Yamaha các bạn ha. Đời 2019 2020 luôn. Đây là cặp nhựa zin lắp trên vị trí trên đầu, giống như đầu chân mài nữa vậy các bạn. Nhìn nó không có nổi bật lắm tại vì đời mới zin của xe NV thì nằm hai vị trí hai bên. Nó không có ngầu hết các bạn. Thì mình đã lắp thêm dummy Audi. Đó, rất là chất luôn ha. Đây là hai viền sẹt xuống thôi các bạn. Nhìn cái xe nó nổi bật lên hẳn ra ha các bạn. Thí dụ như các bạn muốn xi nhan chạy lên vẫn được và muốn xi nhan chớp luôn vẫn được các bạn ha. Thì bên mình sẽ làm được cho các bạn. Đây là vị khách này muốn là dummy như thế này thôi các bạn, không muốn xi nhan gì hết. Đó, nhìn xe rất là chất rồi ha. Ờ, nhìn xe wow cực kỳ luôn. Đó. Quá đẹp luôn. Hai cái đời zin này nè các bạn, là màu vàng nha, mình đã thay thế là màu đỏ các bạn ha. Đã thay thế là màu đỏ rồi. Nhìn nó sáng hơn rất là nhiều. Ở ngoài các bạn thấy rõ ràng sáng cực kỳ sáng luôn. Và bên mình lắp đặt thì cặp dummy này á là mình giữ zin. Sau này các bạn không thích giữ zin vẫn được. LED bên mình á bảo hành cho các bạn là 3 năm. LED đi nha. Đặc biệt nha các bạn. LED xịn. Không sử dụng LED thường, đặc biệt là làm là những nơi mà có ga LED thì mình cho ga LED đều hết, không có để lại hột hoặc là lồi LED những vị trí khác, lồi những LED ha. Đó, các bạn nhìn thấy ở dưới này cũng như thế này nha các bạn, không có lồi hột nha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem. Có bạn nào làm xin liên hệ shop, địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha. Số điện thoại là 0346669686 hoặc các bạn liên kết bạn Zalo với mình, số điện thoại luôn 0346669686 để mình tư vấn cho các bạn kỹ hơn các bạn nha. Rồi, địa chỉ 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các rất là nhiều đã xem hết video bên mình làm ha. Rất là ngầu luôn. Rồi tắt đèn rồi các anh. Tắt khóa các anh, tắt khóa các anh. Đó, tắt khóa ban ngày nhìn rất là ngầu ha. Rồi mở lên nè. Rồi, ok, tuyệt vời luôn. Rất là chắc. Những xe nó ngầu hẳn ra. Rồi, ok, đầy máy mở đèn anh, đầy máy mở đèn anh. Mở đèn luôn cũng được, xe anh điện bình. Rồi, mở đèn anh. Đó, cót nè quý vị. Rồi, pha. Rồi, ok, pha hai bên, rồi rất là đẹp luôn ha. Rồi, ok.